Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Và một ngày mới thì mình xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Thì đối với công trình xây dựng thì ngoài việc xây dựng công trình lớn thì cái hạng mục cổng và hàng rào cũng góp phần rất là quan trọng, và nó tô điểm lên cái vẻ đẹp cho ngôi nhà và tăng cái độ hoàn thiện và tính thẩm mỹ cho ngôi nhà rất là cao. Chính vì vậy mà sau đây thì mình xin giới thiệu đến các bạn những cái mẫu cổng và hàng rào mà mình sưu tầm được, giúp cho mọi người có thêm sự tham khảo, cũng giống như là lựa chọn trước khi mình quyết định đầu tư xây dựng cái hạng mục cổng và hàng rào nha các bạn. Hoàn thiện một cái cổng và cái hàng rào như thế này nó sẽ giúp tô điểm nên cái vẻ đẹp cho cái nhà chính của mình rất là nhiều. Theo như mình tham khảo các anh thợ sắt cho hay á, thì cái cổng và cái hàng rào mà sắt hợp đang theo kiểu sọc như thế này thì khoảng 600.000 một cái vuông các bạn. Còn cái tiền công thợ để làm cái hàng rào này gồm có đổ trụ và ốp gạch thì khoảng 800.000 một mét tới nha các bạn. Anh ơi, anh cho em hỏi là cái cổng hàng rào này là bằng sắt hay gì nè, là mình làm bao nhiêu tiền mét vuông anh? Cái này là hộp 48 sơn tĩnh điện. Hộp 48 sơn tĩnh điện là nhiêu tiền? Nó xài bạc đạn chứ không xài bản lề. Dạ, xài bạc đạn chứ không xài bản lề. Là mình làm như vậy hoàn thiện luôn là bao nhiêu tiền mét vuông anh? 1,2 triệu một mét ha. Rồi còn về cái phần mà cái sắt, cái hàng rào như vậy là bao nhiêu tiền mét vuông? Cái bên đây là 650. Dạ rồi, mình hoàn thiện luôn vậy đó ha. Rồi, cảm ơn anh nha. Đây là cái mẫu cổng hàng rào bằng gỗ 2 cánh đó các bạn. Ở trên đó thì cột được đập nối hai cây cột vuông. Cái mẫu cổng hàng rào này nó cũng rất là lạ, đặc biệt nó làm bằng gỗ. Trước mắt các bạn đó chính là cái cổng hàng rào này bằng gang đúc các bạn, gang đúc tồn khói, người ta gọi đó chính là thép mỹ nghệ các bạn. Thì cái mẫu cổng hàng rào này thì nó thuộc dạng cao cấp rồi các bạn. Thì cái giá thành của cổng cái hàng rào này nó rơi tầm khoảng từ 5 triệu trở lên một mét vuông các bạn. Đây là cái mẫu cổng hàng rào tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Cái mẫu cổng hàng rào này nó phù hợp đối với những nhà biệt thự các bạn. Những nhà cao cấp thì người ta sẽ sử dụng cái cổng hàng rào này vì cái chi phí của nó rất là cao. cổng hàng rào bằng sắt mỹ nghệ gang đúc nè các bạn. Cái mẫu cổng hàng rào bằng sắt mỹ nghệ gang đúc này thì nó áp dụng đối với nhà biệt thự các bạn, vì cái giá thành của nó tương đối là nó cao. Đây là cái mẫu cổng hàng rào tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Mẫu cổng hàng rào nhà cấp 4 là nó rất là đơn giản, nhưng nhìn nó cũng rất là đẹp các bạn. Cái giá thành của cái mẫu cổng hàng rào này nó khoảng trừ 600 cho đến 800 ngàn một mét vuông nha các bạn. Nó làm bằng sắt hợp 36 đang sọc đứng, sọc ngang và sơn màu trắng tĩnh điện. Cái hàng rào mà dạng đen như thế này người ta gọi là cái hàng rào hở các bạn. Hàng rào sắt hợp như vậy đó, hàng rào hở. Đây là cái mẫu cổng hàng rào tiếp theo ở nông thôn mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đây là cái mẫu cổng hàng rào bằng CNC là các bạn. Cái cổng mà bằng sắt CNC như thế này cũng là một cái công nghệ mới đó các bạn. Nhìn thấy nó rất là đẹp, mà qua văn thì mình có thể mình chủ động được và mình có thể đặt hàng phía bên CNC người ta làm cho mình. Tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến các bạn, mỏng cổng hàng rào bằng sắt hợp các bạn. Về cái giá thành của cái mẫu cổng hàng rào sắt hợp này nó dao động khoảng từ 600 cho đến 800 đó các bạn. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ những cái mẫu cổng hàng rào đẹp giúp cho mọi người có thêm sự lựa chọn, sự tham khảo về kiểu dáng cũng giống như là cái giá cả trước khi lựa chọn và quyết định đầu tư xây dựng cho mình cái hàng rào đẹp nha các bạn. Và bây giờ video của mình đến đây là xin kết thúc. Và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.